Tiếp tục bản tin là một số tin tức vật sự đáng chú ý khác diễn ra trong 2 ngày cuối tuần qua. Ngày 3 tháng 4 vừa qua, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra lễ khánh thành quần thể kiến trúc tâm linh Bảo Hải Linh Thông Tự, mang đậm tinh thần Phật giáo và kế thừa giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc. Dịp này, ban tổ chức còn tiến hành phóng sinh và trồng cây xanh nhằm kiến tạo không gian kiến trúc tâm linh đặc sắc, hài hòa với thiên nhiên. Quần thể Bảo Hải Linh Thông Tự tọa lạc tại núi Ba Đèo, Hạ Long, Quảng Ninh với diện tích 4.000m2, gồm 5 hạng mục: Tam Bảo, Nhà thờ Tổ, Nhà Mẫu, Tam Quan và Ngũ Phương Bảo Tháp. Thiết kế tại đây lấy ý tưởng từ hoa sen, loài hoa biểu tượng của Phật giáo.